Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách may một cái phần tay áo mà mình có dây thun ở dưới ha. Cái này các bạn có thể áp dụng cho cái việc mà mình may dây thun ở với lai áo hoặc lai quần hoặc là lai tay đều được. Cái phần dây thun thì các bạn sẽ cắt cho mình nó sẽ bằng lại với lại cái phần cổ chân hoặc là cổ tay. Sau khi chúng ta có được cái dáng tay áo rồi thì các bạn sẽ đặt cái phần dây thun cắt theo cái chiều dài mà mình đã hướng dẫn. Các bạn may khóa hai đầu dây thun. Cái công việc may khóa hai đầu dây thun này để giữ định hình cái phần dây thun nó không có bị chạy trong quá trình chúng ta may. Sau đó là các bạn sẽ bẻ cho mình hai lần, bẻ hai lần để cho nó sạch. Còn nếu mà bạn nào mà chúng ta không bẻ hai lần thì các bạn có thể là dắt sổ ha, chúng ta sẽ dắt sổ. Và với cái cách may này thì các bạn sẽ bẻ lần thứ nhất, sau đó là các bạn sẽ bẻ vô lần thứ hai và các bạn sẽ may luôn cho mình, may lên trên dây thun. Thì trong quá trình chúng ta sử dụng, chúng ta mặc á, thì nó sẽ không bị cuốn hoặc nó sẽ không bị lật. Thì cách này các bạn có thể áp dụng may cho cái phần lai áo hoặc là lai tay hoặc là lai quần. Ở những cái quần mà các bạn có may bo ở cái phần lai thì các bạn sẽ áp dụng cái cách may này. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Cảm ơn các bạn, nhớ bấm like và các bạn nhớ để lại bình luận nhìn tặng cho mình nhé. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.